Xin chào các bạn học sinh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn đoạn văn tả hoa ngày Tết ngắn gọn, nội dung như sau. Mùa xuân đến trăm hoa đua nở khoe sắc, hoa nào cũng đẹp cũng thơm, nhưng em thích nhất vẫn là cây hoa mai. Cây hoa mai hình mảnh mai, từng cành từng nhánh rất nhỏ nhưng lại vô cùng dẻo dai. Trong ánh nắng ấm áp, những nụ hoa mai đua nhau nở rộ. Mỗi đóa mai vàng thường có 5 cánh. Cánh hoa mỏng manh như cánh bướm, dập dờn dưới nắng vàng. Xen kẽ sau các bông mai là những búp mai nhỏ đang e ấp, chờ ngày được bung cánh tỏa hương. Chỉ cần một nhành mai nhỏ thôi là đã đủ để đem hương Tết về đến từng ngôi nhà nhỏ. Trên đây, mình vừa hướng dẫn các bạn học sinh viết một đoạn văn ngắn tả về hoa ngày Tết. Các bạn đọc và tham khảo nội dung. Xin cảm ơn các bạn.